Chào các bạn, I'm Linh from H và J Languages. Today, we're gonna learn the word dịch. Do you know what it means? It means... Do you know how many meanings it has? It has two meanings. The first meaning is... The second meaning is... Here an example. Chị ơi, câu này dịch tiếng Anh là gì vậy? Sao? Nè chị. Chị cũng không biết nữa. Em tra Google dịch đi. Dạ. Đến Tết rồi, không biết Tết này dịch như thế nào. Em biết nè, Tết này dịch là This Lunar New Year. Ý chị là dịch Covid.